Chiều ngày 29 tháng 8 năm 2017 vừa qua, buổi họp báo công bố Á hậu Việt Nam 2016, Huỳnh Thị Thùy Dung đại diện Việt Nam tham gia thi đấu tại Miss International Hoa hậu quốc tế 2017 chính thức diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Huỳnh Thị Thùy Dung sinh năm 1996, từng đoạt danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2016 và giải thưởng Người đẹp tài năng. Trước đó, cô cũng từng đăng quang ngôi vị Hoa hậu Đại học Ngoại thương thành phố Hồ Chí Minh 2016. Sở hữu gương mặt xinh đẹp, thân hình chuẩn, chiều cao 1m72, số đo 84-61-90, Thùy Dung nhanh chóng nhận được những tình cảm yêu mến từ công chúng. Khán giả kỳ vọng với tinh thần thi đấu văn minh cùng với những lợi thế nhất định, Thùy Dung sẽ có thể tỏa sáng và đạt được thứ hạng cao tại cuộc thi năm nay. Cảm xúc đầu tiên phải nói là rất là vinh dự khi mà được đại diện Việt Nam tham gia một đấu trường quốc tế rất là uy tín. Từ lúc công bố đi thi đến nay thì em được khá nhiều sự ủng hộ từ quý bạn khán giả. Thì đấy là một cái nguồn động lực rất lớn của em. Thì về áp lực truyền thông thì phải nói là em không bị áp lực. Nhưng mà cái việc mà chị Thúy Vân đạt một danh hiệu cao như vậy thì đó lại trái ngược lại là một cái động lực rất lớn cho em. Vì chị đã chứng minh được rằng một đất nước nhỏ bé như Việt Nam vẫn có thể làm nên một điều lớn ở một cuộc thi quốc tế. Em đi thi với tâm lý rất là thoải mái và không đặt nặng vấn đề về giải. Nhưng dĩ nhiên em luôn mong rằng có thể mang được một danh dự gì đó về cho Việt Nam. Và em luôn hướng đến top 3 của cuộc thi năm nay. Năm 2014, cuộc thi Hoa khôi áo dài được tổ chức chuyên nghiệp và chọn ra những người đẹp xứng đáng tham gia các đấu trường nhan sắc lớn. Phạm Hồng, Thúy Vân với nhan sắc, bản lĩnh và trí tuệ đã xuất sắc giành được danh hiệu Á hậu 3 Miss International. Bước sang năm 2016, Á khôi Phạm Ngọc Phương Linh tiếp tục thể hiện nổi bật và để lại nhiều dấu ấn đẹp tại cuộc thi. Cô cũng vinh dự nhận được danh hiệu Đại sứ du lịch Nhật Bản do ban tổ chức cuộc thi trao tặng. Năm nay, cuộc thi tiếp tục diễn ra tại Nhật Bản từ ngày 25 tháng 10 cho đến ngày 14 tháng 11. Đại diện Việt Nam, Á hậu Thùy Dung sẽ lên đường sớm hơn vài ngày để thích nghi thời tiết và chuẩn bị nhập cuộc tốt nhất.